Hello, chào tất cả mọi người. Bây giờ tôi đang quay cái con đường phía đông của xã Gia La, đường về Chư Bứ. Đường mới mở, đường 6C. Đây là con đường thẳng tới Gia La. Còn con đường này là về Chư Bứ đây. Con đường đây là về Chư Bứ. Về Gia Rú Chư Bứ. Đây là con đường đi về xã Gia La. Bây giờ chúng ta sẽ đi dọc theo con đường này về xã Gia La. Con đường vừa mới lưu rất là bằng phẳng đẹp. Chúng ta ngắm những cái hai bên con đường này, đất rất là nhiều, chưa có người dân ở. Đây là chỉ có vườn người ta, cà phê, ruộng. Ở bên dưới kia là cái cầu đang làm, gọi là cầu Gia Co. Đây là một đám cà phê đấy, ruộng, hồ. Xung quanh đây là đám cà phê hết. Đang tìm một lô đất nào đó hai bên con đường này, có bán thì mình sẽ mua. Mấy đứa nhỏ chăn bò. Đây cái cầu người ta đang làm này. Công nhân đang làm cái cầu. Mấy cổ đang lắp ráp cái cầu Gia Co. Đoạn này, khu vực này đất của người ta đây. Xe đang lưu đường đây. Đây ruộng, vừa là cột mốc.
đang tìm đất ở khu vực này. Có chỗ nào bán mình mua. Đây là con đường đi giữa cái một cái đồi núi, đồi người ta khai thác, người ta làm đường, người ta đào sâu xuống rất là cao, rất là sâu. Đây là về chư bước, người ta lấy đá người ta làm đường, người ta khai thác. Nhìn con đường rất là đẹp, đã làm được một nửa dự án con đường rồi. Để xe tưới nước, xe chở đất. Đây là một số công nhân xe máy ủi, xe máy múc, rồi ở dưới kia là công nhân đang làm.